Yêu thì làm gì cũng được à? Mày tưởng làm quản lý của mày dễ lắm sao? Mày biết phải mất bao nhiêu tiền để mà ép scandal của mày hay không đây hả? Vậy mà giờ này mày cũng muốn chơi tao sao hả? Kết hôn hả? Với ai hả cô điếm kia? Làm cái quái nào mà hai đứa nó giống nhau như vậy? Giống giữa hai đứa có cây cầu như hai đứa vẫn không dám bằng vậy. Má điên lên mất thôi. Con trai của má hay mắc cỡ nên nó không dám chủ động tán tỉnh người ta. Anh xin lỗi. Không sao đâu anh, ba chúng ta vẫn sống chung với nhau được mà. Nhưng mà em đề nghị ba người chúng ta ra ở riêng. Bộ phim Ba đời chồng tập 11. Trời ơi, Mẹ con đâu gì? bác sĩ đang khám cho bà. Con trai của mẹ về kìa, nó về rồi đó. Sao lại gọi con mẹ về? À, con với cây toàn vô dụng không? Đúng là vậy mà. Sao cuộc đời tôi lại như vậy? Lãng phí thật, yêu thương gì? Ta vì cái gì chứ? Mẹ à, Biết tại sao ta thích tiền không? Ba của hai đứa đã cướp hết một nửa tài sản của ba ta. Nếu như ta không bước thêm bước nữa, thì hai đứa đã phải cặp đất mà ăn. Ta không hề muốn con cái ta phải lớn lên mà cực khổ như vậy nữa. Vậy là ta trở thành người nhẫn tâm và chỉ biết có tiền. Ta có đủ tiền để các con sống cả đời, nhưng vợ con ta lại bỏ ta mà đi. ra ngoài đi. Cái con quý kia mày không muốn nghe má nói hả? Đợi em anh nha. Còn khốn đó nói với mày, đợi nó chừng vài năm đấy rồi hai đứa mày có Mẹ thể nói quay gì lại với vậy nhau. chứ? Tại sao mày lại làm như vậy với mẹ? Lúc đó rõ ràng mày đã đồng ý rồi mà, đúng không? Sao tự nhiên mày lại đổi ý hả? Mẹ à. Mày coi nó còn quan trọng hơn mẹ nữa. Giờ tao còn mặt mũi nào nhìn chê riêng hả? Con Đừng nói nữa. Ra ngoài, ra ngoài. Ở đó đi. Hôm nay chị phải hủy hết cuộc hẹn đó. Tưởng sẽ có chuyện vui. Ai ngờ chị lên thay đồ rồi tính. Món ăn sẽ ngon hơn nếu bỏ bột mì vào như vậy. Nếu em không có bột mì thì bỏ thứ giống như vậy vô được không? Đương nhiên được chứ, dùng bột gạo hay cơm dẻo cũng được mà. Em hành động như vậy là hèn nhát hay là gì? Em nói chị rồi mà. Chị không ngờ em lại dám làm như vậy chứ. Chị tưởng dù em chưa có cảm giác nhưng em vẫn chấp nhận, dù hai đứa đã có con nhưng chấm dứt rồi mà. Còn nữa, em có gặp anh Su nói chuyện không? Nói chuyện gì? Quay lại với em sao? Em đừng nói chuyện phi lý, chị không thích đâu. Nó ngốc tới mức nhúng tay vô chuyện này nữa.
Nếu nó muốn nói chuyện với ai, chẳng lẽ trong đám bạn nó không có ai để nói chuyện với nó sao? Nó chạy tới đây khóc lóc, bộ nó định để má lên cơn đột quỵ chắc. Đây là cách em giải quyết mọi chuyện sao? Cô lúc nào cũng bỏ đi trước khi em có cơ hội chấm dứt hẳn. Anh lúc nào cũng chậm chạp hết, em không đợi được. Chấm dứt đi, đó là những lời cô nói với em đó. Như chuột với mèo vậy. Em muốn sao hả? Cho người ta mất mặt sao? Em muốn giữ mặt mũi cho nó, trước giờ mẹ lúc nào cũng nhìn em. Vì Insu nên em lúc nào cũng cãi. Lần này đừng vậy nữa. Bác sĩ nói nếu huyết áp mẹ không ổn định, chừng nửa tiếng thì chúng ta phải đi cấp cứu đó. Thiêu quân, anh ở đâu vậy? Chuyện gì vậy, hả? Em thấy hay là đưa mẹ vô bệnh viện đi. Tăng nữa rồi. Bao nhiêu? Em... Nhập viện thôi mẹ ơi, đi ngay thôi, không ở nhà được. Đi mẹ ơi, dậy đi. Dậy đi mẹ. Không cần. Đừng bướng nữa mà. Chết thì chết, sống được thì sống. Coi gì phải hối hận mẹ ơi. Chứ. Trời ơi. Chết chỉ một lần là đủ. Cái thằng bất hiếu, nó đe dọa mẹ ruột của nó. Được thôi, để mẹ chết. Để mẹ chết luôn. Có con như vậy sao mẹ sống được? Để mẹ chết luôn đi. Còn đứa còn tát, mẹ mất rồi còn ai lo cho tụi con? Còn khốn đây. Tiền, mày chỉ biết có tiền thôi. Mẹ à. Tao không đi. Tao không đi. Tao không đi. Mẹ à. Hôm nay với lần sau em biết phải làm gì rồi chưa? Dạ hôm nay em học làm súp gì cá. Em học đi học lại tới 2 lần rồi. Chị dạy rồi hả? Chị hay quên quá, em ngồi đi. Dạ. Cà phê này là hôm qua bạn chị ở Hawaii gửi tới, ngon lắm đó. Cà phê Costa Rica bữa trước cũng ngon mà. Chị à, cà phê của chị ngon quá. Em mang một gói về đi. Dạ thôi chị à, em thấy là em làm phiền chị quá rồi. Đâu phải tự nhiên chị đưa. Dạ, vì chị quý em, đúng không? À, con nghe mẹ. Con đang trên đường về. Dạ không sao đâu. Con đang ở ngoài hả? Ờ, con học nấu ăn. Cần phải học sao? Mẹ đang tìm gì vậy hả? Mẹ không tìm được cái găng tay. Mẹ tìm kỹ chưa? Mẹ phải đi đám cưới, sắp đi rồi. Ở đâu đây? Là khu Inbondon. Inbondon, bà nói 50 phút nữa đi xe là tới. Mà chị còn nói ít nhất 1 tiếng nữa mới tới. Vậy thì trễ mất. Đông Am Ni Đông, bà nói đi 110A ở trung tâm. Mẹ đi taxi cũng được mà. Trời ơi, con sang quá à. Phí tiền lắm con à. Trời tối rồi, lạnh lắm đó. Mẹ đi taxi đi. Không sao mà, mẹ mang điện thoại. Con đừng lo nha. Được rồi, có bao giờ mẹ nghe con? Vậy thì, lát nữa mẹ đi hả? Mẹ mặc đồ xong rồi đi ngay. Con biết rồi, cướp máy nha. Găng tay đây rồi, có rồi. Nghe, sao? Sẵn không? Bận rồi. Vậy cướp máy đây. Vậy nhìn được hơn. Cho thêm vài mẫu ở bên shop Italy đi. Đợt hàng mới ở Barcelona sắp tới rồi. Chúng ta thêm vài mẫu thì hay hơn đúng không? Rồi, quyết định vậy nha. Bà đồ vào thiết kế nè. Chúng ta phải chỉnh lại một chút. Vậy chúng ta chỉnh lại rồi lấy mẫu luôn nha.
Nếu như vậy thì tới ngày công bố chúng ta sẽ làm kịp mà. Được rồi. Nếu đã như vậy thì cứ chuẩn bị đi. Quyết định vậy nha. Càng đơn giản càng tốt. Chỉ làm 3 phần, vậy chúng ta dễ xử lý hơn. Vâng, con biết rồi. Cố gắng lên nha. Hana nè, chị nói chuyện với em một chút được không? Dạ. Ra ngoài đi. Chuyện gì vậy hả? Đừng nhận lời của quan môn. Hắn nổi tiếng điểu đó. Hắn là loại người không biết chịu trách nhiệm. Những lúc quan trọng nhất hắn lại bỏ chạy. Hắn hủy hoại cả gia đình người ta đó. Còn nữa, gần đây hắn còn bỏ ngay giữa đám cưới. Nên em đừng có bắt máy. Em nên gọi cho hắn rồi nói hắn đừng làm phiền em nữa. Chúng ta không phải là người dưng với nhau. Chỉ sợ em phải rơi vào cạm bẫy của hắn thôi. Sao anh dám làm vậy à? Anh thật sự bỏ đi ngay ngày kết hôn của mình sao? Đâu phải đây là lần đầu quan mô làm vậy đâu. Người như vậy mà chị vẫn kết bạn hả? Chắc là kiếp trước chị đợi hắn thôi. Nhìn ảnh đẹp trai mà. Bậy đó Hana. Ngoài mặt là vậy thôi, nhưng mà trong đầu của hắn luôn có giọng nói của ai đó ám ảnh. Hả? Gần đây có gì bất thường không? Con quấy đẹp khỏe lắm. Ông cứ cho nó ăn thứ nó muốn thì nó không sống được đâu. Ôi, nó cứ nhìn tôi như vậy ai mà kềm lòng được chứ, đúng không? Phải, tôi hiểu quá mà. Nhưng ông à, đừng có cho nó ăn bậy nữa. Ông giữ giùm con chút. Nói ông cho nó đi tập thể dục đi, ông không chịu nghe đâu. Thiệt tình. Chắc còn chích luôn cho ông để ông chịu nghe quá. Bởi vậy á, bà vợ ông mới đuổi ông và nó ra ngoài ở đó chứ. Chà, hoàng quá. Nhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường, không có gì khác thường chứ. Dạ bác sĩ. Mọi thứ đều bình thường hết. Vậy hai người sinh hoạt vợ chồng bình thường chứ? Dạ. Tôi thấy tốt nhất chồng em nên tới kiểm tra chất lượng tinh trùng đi. Nếu nguyên nhân là do em, chúng ta có thể tìm phương pháp. Nhưng chồng em là con một nên tôi hơi phân vân. Dạ, em hiểu. Nhiều khi nguyên nhân là do chồng em. Dạ. Nhưng chắc không phải là do anh ấy đâu bác sĩ à. Vậy hỏi ảnh coi ảnh có làm ai có thai chưa. Dạ không có đâu. Nếu có thì ba chồng em giết ảnh chết mất thôi. Nguyên nhân chính có ba thứ: uống rượu, hút thuốc anh với không căng hút thẳng. Thuốc cũng không uống rượu nhiều lắm, chỉ là công việc hơi căng thẳng một chút thôi. Vậy tôi đợi tin tốt của hai người. Cảm ơn nha bác sĩ. Con tới rồi nè mẹ. Em phải đi đón Suzy rồi. Sao chị lại bỏ đi vậy? Mẹ cần phải ngủ nhưng bà cứ nói chuyện với Cherin nên chị mang nó ra ngoài. Lát em lên ngay, em đừng lo. Còn Sunghi? À, em đón Sunghi tới đây luôn đi. Sunghi tới là huyết áp của mẹ giảm ngay. Vẫn vậy à?
không có dấu hiệu huyết áp sẽ tụt. Được rồi, lát gặp. Chị thắc mắc một điều là sao em lại muốn vào nhà chị? Chị không hiểu lắm. Nếu em biết chồng sắp cưới mình như vậy, em không cảm thấy sốc vài ngày sao? Không thắc mắc à? Ảnh là người như vậy sao? Ảnh chơi đùa mình sao? Mình có nên chấm dứt với ảnh không? Hay là mình nên bỏ qua cho xong? Nhiều thứ lắm. Em thật sự không quan tâm mọi chuyện sao? Tại sao như vậy chứ? Vì em không thể chấm dứt được chị à. Em không ngờ là mẹ sẽ bị như vậy. Em xin lỗi. Nè em, sao em vẫn thích một người còn qua lại với vợ trước hả? Vì em... em không biết tại sao mình làm như vậy. Nhưng nếu em đi gặp người khác vào lúc này, em không nghĩ em sẽ gặp được một người như Thiêu. Em thích con người của anh. Dù sao cô ấy vẫn là vợ cũ. Cô chỉ gặp Thiêu ông nói chuyện thôi. Em sẽ sống với ảnh, dù biết là ảnh vẫn thương cô. Thời gian sẽ trôi qua, rồi Thiêu Quân sẽ thương em. Em hy vọng như vậy. Em thương nó vậy sao? Tại sao? Tại sao vậy? Em không muốn bị vợ cũ của ảnh gạt qua một bên. Em sống như vợ của ảnh, không phải ảnh thuộc về em sao? Chị giúp em đi. Thế thì... Tôi thấy là ở chợ thiếu gì người bán cá, có gì phải lo chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Có vậy mà cũng gọi nữa hả? Anh không muốn mẹ mình sống nữa hả? Tôi phải làm gì hả? Tôi ở một chỗ rồi tự lẩm bẩm hay sao chứ? Thôi dẹp đi. Sao phải đi xa như vậy chỉ để ăn với anh chứ? Đừng lãng phí thời gian nữa. Không phải tin tốt thì đừng có gọi tôi nữa, nhớ chưa? Nhớ chưa? Được rồi. Con về rồi hả? Dạ. Dì lên chùa chưa? Lên rồi con à. Hôm nay con học món gì? Dạ, súp với cá mập. Ôi, hay lắm. Chị tối nay cả nhà có lộc ăn rồi. À, chưa học xong mà dì. Dù cô giáo đã thử rồi, con vẫn chưa dám nấu đâu. Chúng ta thử cũng được mà. Dạ thôi mà dì. Mẹ lên nằm nghỉ đây. Nếu con không làm gì thì cũng đi nghỉ luôn đi. Mấy ngày nay mẹ cứ thấy buồn ngủ. Dì cũng không cần gì đâu. Con đi nghỉ đi. Dạ. Con lên lầu đi. Lên đi. Sao chị không nghe họ nói? Để làm gì hả? Chỉ khiến cho mình thất vọng thôi. Nếu nó nói dối thì sao? Chồng nó còn tin tưởng mà vào. Đã bao lâu tụi nó xa nhau rồi? Tại sao chứ? Kệ nó đi. Chị nói với tụi nó rồi. Chị không can thiệp tới cuộc sống của tụi nó. Chồng nó có thể tốt, nhưng chẳng làm được chuyện gì tốt cả. Trừ khi con bé nó làm, hay con vợ nó can thiệp vào. Bởi vậy nó mới có thái độ như vậy đó. Thứ bảy này mình gặp Sunghi nha. Không sao, hát tiếp đi. Khốn nạn thật mà.
Đồ bất hiếu. Mẹ à. Điều do con hết đất xung ghi ạ. Dạ. Bà buồn gì tới giờ này nó vẫn chưa kết hôn nữa. Bởi vậy huyết áp bà mới tăng. Cho nên nó mới như vậy đó. Cô ơi, cô mau cưới đi. Cô sẽ ráng. Cô sẽ ráng mà nội. Mấy đứa. Về hết đi. Đưa Suzy về đi. Em cũng về luôn đi. Không được. Trời riêng phải ở đây. Con ở đây với mẹ mà. Mẹ à. Tao không cần. Cút ra ngoài. Coi bà nha. Dạ. Chị Rin à. Dạ. Lại đây. Ngồi xuống đi. Mẹ xin lỗi nha. Hả? Mẹ thật sự xin lỗi con. Con tha thứ cho mẹ đi. Mẹ có lỗi với con. Dạ, mẹ ráng khỏe lên nha mẹ. Con tin mẹ không? Ừ? Mẹ sẽ lo mọi chuyện mà. Mẹ sẽ tìm cách. Sẽ tìm cách. Dạ. Cô với nội cãi nhau hả ba? Cô với nội con không cãi nhau gì đâu. Chỉ là ba mẹ nào mà không lo cho con của mình. Vì con chỉ không thích bị xếp đặt thôi. Vậy sao nội nhắc tới chuyện cưới của cô là huyết áp lại tăng? Không biết nữa. Chắc cô con cãi nội thôi. Cô gọi. Nghe đi. Em có đi đâu không? Chị sẽ đưa Sun Ghi về nhà. Em mệt lắm. Về nhà thôi. Chết em rồi. Em bị chó bám đuôi rồi đó. Chị đang nói cái gì vậy? Cherry, nó không buông em đâu. Nó bám theo em đó. Jinbo nè. Sắp có một em xinh đẹp bước ra khỏi đó. Cổ nóng tính dữ lắm. Dù tao chạy ra đây đón cổ, vậy mà cổ lại muốn đánh tao nữa. Nhưng cho dù cổ làm vậy, mày vẫn không giận mà vẫn quan tâm tới cổ. Mày phải nhớ là ngoan ngoãn. Phải ngoan ngoãn hơn một chút nữa nghe chưa? Thương mày lắm đó, thương mày lắm đó Kiki. Ráng lên nghe. Lần này mày phải giúp tao đó. Gì đây? Con út của mẹ mình, anh Jimu, bà tới Jeju chơi rồi. Nó phải ngủ ở bệnh viện đó. Chào, chào con nha, Jimu, bắt tay đi. Ngoan quá. Con ngoan đi. Ngoan quá. Sao? Sao? Mình đã suy nghĩ rất là kỹ rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, mình đã phải nhịn cậu biết bao nhiêu lần rồi. Kể từ bây giờ, mình không nhịn nữa đâu. Nói cho cậu biết luôn đó. Vậy hả? Ờ. Quen là quen. Dù thân cách mấy. Dù có con hay gì. Được rồi. Đi thôi. Nè. Mình đang nói mà. Tại sao không nghe mình nói gì hết vậy hả? Con muốn chấm dứt mà. Con về để nói hả? Chấm dứt đi. Được rồi. Được chứ hả? Sao cậu cứ vậy hoài vậy hả? Du ha một ngày gọi 5 lần. Cậu thì một cuộc cũng không nữa. Mình gọi cậu làm gì? Dù thân cách mấy thì mình vẫn thấy buồn chứ. Lần nào cũng bị cậu đá hết trơn à. Bị cậu đánh nè, bị nó móc nữa nè. Nhưng mà mình có thể quên được. Mình đó. Mình chịu hết nổi rồi. Từ hồi cấp 2, cấp 3 nó vậy rồi. Lúc nào cũng phải nhịn cậu hết trơn. Lúc mới vô cấp 3, cái thằng...
cái thằng lớp trên nó tới đó, nó đấm thẳng vô mặt mình, rồi mình nóng lên mình đấm lại nó. Bởi vậy mình không có nhịn được nữa, mình không nhịn được nữa. Nếu cậu xin lỗi mình thật lòng á, mình đâu phải to tiếng với cậu như vậy làm gì. Mình không muốn xin lỗi. Bao nhiêu người để chọn sao lại không chọn mà chọn Hana? Cậu không biết chương là gì hay sao? Bao nhiêu năm làm bạn với cậu mà. Mình thấy xấu hổ lắm đó, mình cũng vậy đó. Mình sẽ quên đi cậu, quên hết luôn. Mình nhất quyết sẽ quên cậu. Kết thúc. Su, mình sai rồi mà, mình là thằng điên mà. Mình sai rồi. Mình không vậy nữa. Mình sẽ không la cậu nữa đâu, Su. Đừng làm vậy mà. Mình sợ lắm đó. Đừng làm vậy nữa nghe. Su à. Shibu, ta phải làm gì đây? Đã nói là cay lắm mà. Lưỡi con mất cảm giác luôn. Cay quá. Uống nước đi. Vậy ăn không ngon, con ăn cơm được rồi. Hanjirin không có ý định buông tay em ra đâu. Nó nói nó không muốn bị vợ cũ em qua mặt. Nó nói dù giá nào cũng phải cưới em. Ai vậy ba? Cô Thê Hy. Cô chứng tin chừng nào về hả ba? Ba cũng không biết nữa. Ba không trả lời. Không cần đâu con à. Nước đi. Nó nói nó không quan tâm. Nó nói sẽ không kiếm được ai tốt như em. Nó mê em lắm rồi đó. Nó sẽ thuyết phục mẹ. Em tính sao hả? Trả lời đi ba. Ba nói là không cần mà. Chị đưa Sinh kia đi học dễ, em nghỉ đi. Cô ơi, cho tôi ly trà xanh, rồi gọi tài xế ô, ăn mặc cái đàng hoàng mai đón tôi. Ổng đang bệnh mà. Hồi nãy ổng gọi, hình như là bệnh nặng lắm. Nghỉ một ngày là đủ rồi, vậy mai ổng không qua hả? Không phải vậy mà. Nói ổng tới đi, tôi không thể nghỉ hoài được. Dạ. Sinh kia à? Con có thích cô chơi điên không? Dạ, hơi hơi. Hơi hơi hả? Con nghĩ ba đang hy vọng tìm được một người phụ nữ tốt hơn cổ. Đúng vậy không? Em nói vậy hả? Tôi cũng đồng tình. Hả? Tôi có nói gì đâu. Cô ơi. Chị à. Ba sẽ đón con trên trường. Con đi với cô đi nha. Dạ con biết. Lấy giùm tôi ấm trà. Dạ. Là ấm trà chứ không phải ly. Dạ. Cậu Thế Quân. Dạ, con đi. Con đang rửa mặt à? Mẹ cậu về rồi kìa.
Bà về rồi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mở cửa đi mẹ ơi! Đi đi! Tao không muốn thấy mày! Mẹ đang thay đồ. Mẹ muốn xuất viện. Em không cản được anh à. Huyết áp mẹ sao rồi? Ổn định rồi. Bác sĩ nói mẹ không được giận, nếu không lại bị nữa. Anh xin lỗi. Em mệt rồi, về nhà nghỉ đi. Em có sao đâu, anh đừng lo cho em. Em uống cà phê, anh uống với em nha. Ừ được, theo anh.